Hello, Sunny Đoàn xin chào anh chị và các bạn đã quay lại với kênh Sunny Đoàn. Thì hôm nay ngày cuối tuần, Sunny cũng muốn mời anh chị lang thang khu vực trung tâm. Và đây là những tháng cuối năm, không khí nhộn nhịp, đặc biệt là mùa Giáng sinh chuẩn bị về rồi anh chị. Sunny cũng muốn thông qua cái clip này mời anh chị lang thang để coi không khí Giáng sinh sắp tới nó như thế nào. Chúng ta sẽ nhìn nhà thờ Đức Bà và con đường đại lộ Thống Nhất anh chị ha. Nay là con đường Lê Duẩn và xa xa chúng ta có con đường Duy Tân, cây dài bóng mát, nay là Phạm Ngọc Thạch. Và không thể nào quên, Sunny cũng muốn lia lại Diamond Plaza đang đề co ngày Giáng sinh nè anh chị. Buổi tối thì nó sẽ rực rỡ, lung linh hơn. Nhưng mà đối với ban ngày thì nó có một cái nét đẹp riêng. Thì Sunny sẽ cố gắng thực hiện những cái clip về ban đêm, những cái dãy phố bán đồ trang trí Giáng sinh hoặc là Tết Nguyên Đán ở khu vực chợ lớn và những cái khu vực trung tâm, kể cả những cái mall để co rất là đẹp như thế này. Thì không biết rằng những anh chị ở tỉnh hoặc là định cư ở nước ngoài, với không khí Giáng sinh đã về chưa? Nhưng mà Sài Gòn thì Sunny cứ đi dạo thì Sunny thấy tất cả những cái mall, những cái building đều trang trí cây thông Noel. Thì Sunny cũng muốn cập nhật cái hình ảnh này gửi anh chị và các bạn. Đây là cái Sài Gòn ngày hôm nay, rồi không khí nhộn nhịp. Diamond Store này thì bên trong thì không cho quay phim anh chị, nên anh chị thông cảm, chứ quay phim thì Sunny cũng muốn gửi anh chị rồi. Mấy bữa lớn sớm vào bảo vệ nó, anh ơi xin lỗi, ở đây không có cho quay phim. Thì chỉ biết đi dòm ngó những cái cảnh này thôi. Và chính vì có anh chị đi theo thì Sunny cảm thấy vui và cập nhật cái cuộc sống hàng ngày của Sài Gòn gửi anh chị và các bạn. Đứng đây chị bác chụp hình, chụp cho nào. Các bé rất là thích những cái điểm chụp hình như thế này. Ở đây có một cái nhà và có một số bạn trẻ ra đây cũng tự sướng một cái tấm hình để đăng Facebook, đang làm kiểu đó. Đây có đề co ra một cái nhà nhỏ nhỏ ngay góc corner này. Sáng nay thời tiết thì nó không được đẹp mấy anh chị, trời nó không được trong xanh, nhưng mà thôi kệ, mình cứ cảm thấy nó vui. Thời tiết như thế này cũng cảm thấy mát mẻ, vui. Vui thì mình cùng nhau đi lang thang anh chị ha. Đây là con đường Phạm Ngọc Thạch, Duy Tân hướng về con rùa, hồ con rùa đó anh chị. Rồi chúng ta cùng nhau qua đường. Hôm nay thì chúng sẽ dẫn anh chị lang thang đại lộ Thống Nhất, sau đó đến con đường Công Lý nha anh chị ha. Đi dài 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 tới Hồng Thập Tự luôn. Nhà thờ Đức Bà thì đang trùng tu anh chị, cũng vài năm rồi. Nhưng mà theo Sunny đi qua đi lại cập nhật để ý á, thì những cái bạc xanh bắt đầu gỡ dần gỡ dần gỡ dần. Hy vọng rằng nó sẽ nhanh, tiến độ nó nhanh thì mình Sunny sẽ mời anh chị vào bên trong và đi vòng vòng bên ngoài để giới thiệu anh chị về nhà thờ Đức Bà, một công trình kiến trúc cổ xưa và nay của Sài Gòn. Thôi chúng ta đi nha anh chị ha. Bây giờ thì xe cộ cũng rất là nhiều so với những cái hình ảnh tài liệu ngày xưa mà Sunny tìm kiếm trên mạng. Con đường này nó cũng rộng nhưng xe ít lắm anh chị.
đôi khi ngày xưa nó cũng có nét đẹp của ngày xưa, ngày nay thì nó ồn ào, hơi ồn ào hơn chút xíu nhưng cũng có nét đẹp của ngày hôm nay. Quan trọng là chúng ta nhìn cảnh vật qua cái ánh nhìn như thế nào thôi, điều đó là quan trọng. Nếu anh chị về Sài Gòn chơi thì ở đây thì bảo đảm rất là an ninh anh chị, đi dạo cũng rất là thoải mái. Hai cô gái đang tung tăng qua đường, một hình ảnh rất là đẹp, người Nhật. Trời ơi, nhìn lầm anh chị, cái đó là đáng lẽ là phải chị đó, chị chứ không phải là hai cô gái, hai em gái đâu. Ba chim bồ câu. Ba con bồ câu rất là dễ thương anh chị ha, rất là dạng. Đó, thôi bây giờ chia tay ba em. Rồi chúng ta lại tiếp tục đi nha anh chị ha. Không có làm gì đâu, không có làm gì đâu. Rồi. Mình sẽ đi tới Dinh Độc Lập, sau đó Sunny sẽ đi ngược chiều con đường Công Lý nha anh chị. Hy vọng rằng với cung đường lang thang ngày hôm nay thì trời không còn mưa nữa. Mưa đi nó ướt át, nó khó chịu lắm anh chị. Trước mặt chúng ta đó là con đường Buster. Chưa bao giờ, hình như là Sunny chưa bao giờ đi con đường Công Lý hết. Hôm nào sẽ đi con đường Công Lý, xuất phát từ ngay chỗ dưới bến Chương Dương, cứ đi bộ dài 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 ra đến tận sân bay được không anh chị? Nếu anh chị đồng ý thì cho Sunny cái comment để mình có một cái trọn vẹn đi bộ trên con đường đó. Tất nhiên là nó đường đó rất là dài nên như vậy xin đi sẽ chia ra từng đoạn từng đoạn từng đoạn trên con đường Công Lý đó, chứ mà đi một lúc là đuối như trái chuối. Đây, mọi người đang đợi xe, trong đó có xin đi để qua đường. Trước mặt anh chị đó là con đường Buster. Con đường này sẽ đổ về khu vực chợ Tân Định. Rồi ok, chúng ta qua đường nha anh chị. Đường hôm nay đi cảm thấy thoải mái anh chị ha. Hình ảnh này thì anh chị sẽ nhớ rồi ha. Dinh Độc Lập ngày ấy và bây giờ. Khi mình đi công viên này thì Sunny thấy rất là sạch sẽ, không có rác anh chị, chỉ có những chiếc lá vàng rơi thôi và bảo vệ rất là nhiều. Đây là những cái xe mà những đoàn du lịch họ chở khách nước ngoài tới Dinh Độc Lập
thăm nơi đây. Ở trước mặt cho ta là một hình ảnh không bao giờ quên, và con đường công lý kéo dài chạy dài ra cầu móng, cái hướng cầu móng, cái con sông Bến Nghé. Thay vì chúng ta xuôi theo cái dòng xe để chúng ta về khu vực con đường Lê Lợi, Hàm Nghi, nhưng mà Sunny sẽ đi ngược chiều anh chị để chúng ta về Hồng Thập Tự. Đây một hình ảnh thì Sunny cũng muốn đứng đây lưu lại gửi anh chị và các bạn. Thôi chúng ta đi nha anh chị ha. Những con đường mà Sunny đi qua, tin chắc rằng anh chị đã từng đi bên người thân của mình. Đó có con đường này thật sự mà nói đi bộ mát lắm, mát mẻ. Những lúc trời nắng cũng vậy, những hàng cây cổ thụ này che bóng mát cho chúng ta đi thoải mái đi dạo. Và trên những góc phố con đường xung quanh cả công viên này, nó có những cái quán quán ăn, quán cà phê. Nếu mà đi bộ mệt quá thì chúng ta cũng có thể ghé thưởng thức một ly cà phê đá Sài Gòn, hoặc là chúng ta vào cái Mo Diamond nãy đầu cái clip đó, để chúng ta vào những cái food court hoặc là mua sắm. Đây là con đường Alexander Road. Còn song song với con đường này á, là mé bên kia là con đường Hàng Thuyên. Trời, bên kia cái bức tường rào, cái khuôn viên rất là lớn anh chị. Rộng ơi là rộng. Nếu mà chúng ta ở khách sạn gần chợ Bến Thành cũng rất là tiện lợi. Đi bộ lên đây có chút xíu thôi, chúng ta có những cái điểm như là Dinh Độc Lập, Dinh Gia Long, rồi Hồ Con Rùa, con đường Di Tân cây dày bóng mát. Rồi chúng ta đi đến Tao Đàn, hoặc là mình có thể trải nghiệm bớt sông trên bến Bạch Đàn. Những ngày ấy mà Sunny cứ thẫn thờ đạp xe đạp trên con đường công lý này, cứ chạy dài dài, và trong cái túi đi học lúc nào cũng có bản đồ bằng giấy đó anh chị, đi đến đâu thì đánh dấu đến đó. Trên kia có một cái đồi vọng cảnh giữa rừng cây. Ước gì sau này già già có mảnh đất nhỏ nhỏ như vậy thôi anh chị. Lớn quá nhiều lúc quản lý không nổi, sợ ma. Nhỏ nhỏ vậy là được rồi. Nói cho vui vậy thôi anh chị. Đó, dòng xe đổ về hướng quận nhất. Rồi chúng ta đi nhanh vậy ha. Bây giờ con đường Nguyễn Thị Minh Khai, Hồng Thập Tự ngày xưa đó, nó thay đổi rất là nhiều. Đối với những hình ảnh xưa cũ, từ lúc mà Sunny lên đi đi học, hoặc là anh chị đã từng sống ở Sài Gòn, thì có những cái căn biệt thự của Pháp, những cơ quan mà nó mang lối kiến trúc Pháp, bây giờ thì nó không còn nữa anh chị. Bây giờ người ta đập những cái căn nhà nó đi, nó trở thành một cái building, văn phòng cho thuê.
con đường Hồng Thập Tự anh chị, đó mái ngói phía trước là cái gốc trường Lê Quý Đôn. Đây, cái hướng ngược chiều xe con đường Hồng Thập Tự này chúng ta về bệnh viện Từ Dũ, chiều xe thì chúng ta về cầu Thị Nghè. Rồi bây giờ Sunny sẽ nhẹ nhàng nhìn lại góc phố thân quen của anh chị và của Sunny. Đối với anh chị ở tỉnh đó, nhiều lúc mình nhìn ngó những cái clip này, đôi khi mình chưa đi qua, nhưng mà anh chị dựa vào cái clip này mình cũng cập nhật được Sài Gòn ngày hôm nay nó như thế nào, những con đường, những góc phố, những hàng cây. Đây là dọc đây là những cái công ty, rồi những quán cà phê. Và không quên chúng ta lia lại những cái building này xây sau này thôi. Ngày xưa làm gì có những cái building này anh chị. Hôm nay thì anh chị thấy Sài Gòn có vẻ vắng vẻ hơn mọi khi, lý do là bữa nay là ngày cuối tuần chủ nhật nên mọi người ở nhà nghỉ ngơi, tái tạo sức lao động để thứ hai bắt đầu cày bừa tiếp. Nhưng mà Sunny lại rất thích đi bộ những ngày cuối tuần như thế này, nó vắng vẻ và chúng ta cảm thấy thả hồn giống như ngày xưa vậy đó, mình đi với nhau, đi tung tăng. Đây đó, anh chị nhớ sâu vào bên trong thì có một căn nhà Pháp, hình như nó có chấm nước mưa, xin lỗi anh chị. Đó con đường Hồng Thập Tự ngày xưa thì nó có những cái nhà cổ như thế này nè, đó cái mái ngói đó bây giờ thì đâu còn đâu. Mà nếu còn thì phía trước người ta cho thuê rồi người ta che chắn hết thì không thấy được gì. Trước mặt anh chị đó là con đường Buster, và con đường chúng ta đi là Hồng Thập Tự, nay là Nguyễn Thị Minh Khai. Xa xa mái kia cũng có một căn nhà cũ kìa, mái ngói ngay chỗ cây xăng đó, phía sau cây xăng. Và cái khu đất này thì có một cái nhà xưa cũ, nhưng mà bây giờ người ta làm bằng một cái building rất lớn. Mình đi qua ngã tư Buster và mình thẳng tiến về con đường Vĩ Tuân. Đây, Viện Khoa học Xã hội vùng Nam Bộ. Tòa nhà Yoko. Đằng kia Sunny cũng có 5 năm làm việc ở trong cái building này cho công ty Nestle anh chị. Rất là kỷ niệm. Từ năm 1999 kéo dài đến 2004. Sau đó mới chuyển qua công ty Philip Morris. Và con đường này thì thân quen lắm. Lúc 99 thì nó cũng chưa phát triển mấy. Rất là thân quen. Cái đây là cái trạm xe bus. Đây là phía đối diện là xí nghiệp may ngày xưa. Công nhân rất là nhiều, nhưng mà bây giờ thì xí nghiệp may có thể là dời ra vùng ven. Anh chị nào rành thì cũng chia sẻ cho Sunny. Bây giờ nó có những cái tấm che lại và ở đây trở thành tương lai là trở thành một cái building rất lớn. Đây, xa xa thì anh chị thấy cái ngã tư đó là con đường Hồng Thập Tự giao lại con đường Duy Tân, Phạm Ngọc Thạch đó anh chị, và tòa nhà Yoko Building.
một cái nơi mà Sunny gắn bó khoảng 5 năm làm công ty Nestle. Những ngóc ngách, những cái nơi như thế này, hầm xe, ngóc ngách, khu vực này rất là thân quen, không thể nào quên được. Rồi, chúng ta lại đi anh chị ha. Và Cindy cảm thấy rất là vui đã mời anh chị trong cái không khí ngày cuối tuần, với những cái ngày tháng cuối năm, với những cái mùa Giáng sinh về, thì Cindy mời anh chị đi lang thang những con đường như là Đại lộ Thống Nhất, Công Lý và Hồng Thập Tự. Trời bắt đầu đổ cơn mưa rồi. Và tới góc ngã tư này thì Cindy cũng muốn nói lời tạm chia tay với anh chị, với các bạn. Chúng ta sẽ gặp nhau trong những video clip sau, cùng lang thang những cung đường khác nữa. Rồi, bye bye anh chị và các bạn nhé. Hy vọng rằng đây là một số hình ảnh Sài Gòn ngày hôm nay để cập nhật cho anh chị các bạn thông qua chuyện từ những con đường. Rồi, bye bye anh chị và các bạn nhé. Hy vọng rằng chúng ta lại gặp nhau sớm thôi. Kính chúc anh chị và các bạn có nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống. Bye bye.